kính chào quý khán giả và bà con nông dân đang đến với bản tin thời tiết nông vụ. Thưa bà con, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm ngày 17 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm ngày 17 tháng 12, ở Bắc Bộ có mưa rào và có nơi có dông. Bắc Trung Bộ từ gần sáng ngày 18 tháng 12 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông từ gần sáng ngày 18 tháng 12 có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 biển động. Các tỉnh miền Bắc từ ngày 18 tháng 12 trời chuyển rét. Sau đây xin mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng trong đêm nay và ngày mai. Tại các tỉnh Tây Bắc, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 25 đến 28 độ, có nơi từ 29 đến 31 độ, với độ ẩm từ 80 đến 100%. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, với gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 25 đến 28 độ, độ ẩm từ 80 đến 95%. Khu vực đồng bằng sông Hồng nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 25 đến 28 độ, độ ẩm từ 80 đến 90%. Thưa bà con, bằng nguồn vốn từ chương trình xây dựng nông thôn mới với tổng mức kinh phí đầu tư là 16,6 tỷ đồng, 100% người dân ở xã biên giới Thanh Chăn, huyện Điện Biên đã được sử dụng nước sạch. Hiện nay, xã Thanh Chăn đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng hai công trình cung cấp nước sạch là Hồi Bẻ cung cấp nước cho 1.000 hộ và Hồi Cườm cung cấp nước cho khoảng 412 hộ. Được biết, để có được nguồn nước đảm bảo hợp vệ sinh đến được từng hộ dân ở 18 thôn bản của xã Thanh Chăn, đơn vị thi công đã phải xây dựng hệ thống ống dẫn nước từ trung tâm tới các đường nhánh, đến các hộ dân dài hơn 250 km, trong đó hàng trăm mét đường ống dẫn phải đi qua đất ở, vườn ruộng của dân. Do làm tốt công tác tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận của người dân, nên khi triển khai chương trình, nhiều hộ dân đã chung tay góp sức bằng những việc như hiến đất, đóng góp ngày công để công trình sớm hoàn thành và đi vào sử dụng. Xã Thanh Chăn hiện có gần 1.200 hộ với hơn 60% là người dân tộc Thái. Với những công trình nước sạch được xây dựng và đưa vào sử dụng, xã đã giải quyết được bài toán thiếu nước trong mùa khô và nguồn nước không hợp vệ sinh tồn tại từ nhiều năm nay. Sẽ được chuyển sang khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 28 đến 31 độ, độ ẩm trong không khí từ 75 đến 90%. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa với gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 29 đến 32 độ, độ ẩm từ 70 đến 80%. Thưa bà con, bước đột phá sản xuất vụ xuân 2013 của tỉnh Hà Tĩnh là bỏ trà lúa xuân sớm, giảm trà xuân trung, tăng trà xuân muộn, một chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, để chủ trương này thực hiện được một cách triệt để, cần có những biện pháp chính sách đồng bộ, nhất là công tác tuyên truyền, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, quản lý giống. Hiện tỉnh đang gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện chủ trương này, nhưng đã dự định dành một khoản ngân sách trên 20 tỷ đồng để hỗ trợ giá giống, ni lông che phủ mạ, tập huấn cho nông dân. Vấn đề đặt ra lúc này, các cấp ngành liên quan, đặc biệt là ngành nông nghiệp phải chỉ đạo kiên quyết, đề phòng một số nông dân duy ý chí, lén lút sử dụng các loại giống lúa cũ. Mặc dù ngay từ đầu mùa vụ tỉnh đã ban hành chính sách trích ngân sách hỗ trợ 50% giá lúa giống, mua ni lông chuyển trà xuân sớm sang xuân muộn, bỏ sản xuất giống lúa IR1820. Nhưng qua kiểm tra tại các địa phương, tình trạng gieo thẳng giống lúa IR1820 trà xuân sớm vẫn xảy ra ở các huyện Lộc Hà, Nghi Xuân, thành phố Hà Tĩnh. Việc gieo cấy các giống lúa dài ngày trà xuân sớm sẽ ảnh hưởng lớn đến thời vụ của vụ hè thu 2013. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản phê bình các huyện Lộc Hà, Nghi Xuân, thành phố Hà Tĩnh vì chỉ đạo không sát sao các xã trong việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, việc quản lý nhà nước cung ứng giống thời gian qua chưa chặt chẽ, để một số đơn vị lén lút cung ứng giống IR1820 nên nguy cơ bà con tái sản xuất giống lúa này là rất cao. Chuyển sang vùng cao Tây Nguyên, tại đây mây thay đổi có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ và nhiệt độ cao nhất là khoảng 28 đến 31 độ, độ ẩm trong không khí từ 55 đến 65%. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông ở vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và cao nhất là khoảng 31 cho đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 70%.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!